Chào các bạn, và tôi không muốn giải thích nhiều. Các bạn nhìn thấy cái tiêu đề của video rồi đúng không? Và ở đây có một chút bừa bộn là vấn đề là ở đây là tôi muốn làm một cái unbox nhỏ thôi, ngắn gọn thôi, không nhảy nhót nữa. Và lý do tôi làm thế cho nhanh vì hiện tại tôi đang học online. Ok, thì các bạn hiểu như thế nhá. Vì hiện giờ đang là giờ nghỉ giải lao nên tôi sẽ tận dụng như là 15 phút để mở nhanh thôi. Vì cũng không có gì nhiều cả. Ok. Tôi rất khôn ngoan khi cắt hai cái này đi và sản phẩm. Và nhìn qua cái này thì các bạn cũng biết rõ là của nhà nào rồi, cho nên là thôi, mình sẽ không quan tâm nữa nhá. Và bắt đầu thôi nào. A few minutes later. Đây rồi. Như là chúng nó chuẩn bị điểm danh. Ok. Cái gì đây? Ok. Thơm quá nhỉ. Không không không, chờ một chút. A few minutes later. Thousand years later.
Đau quá. Tôi không thể cố gắng mở to hơn. Đau quá. Tôi không mở đau hơn được các bạn ơi. Ok. Vậy là đã unbox xong.